Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Có một xu hướng nguy hiểm nhưng lại nhận được sự yêu thích và ủng hộ của một bộ phận giới trẻ, đó là việc lên đường tàu chụp ảnh. Tuy nhiên, sự cố mới xảy ra tại một đường tàu ở Chicago có lẽ sẽ là lời cảnh báo với những người thích chơi đùa với rủi ro như thế này. Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ rưỡi tối ngày 5 tháng 8 vừa qua tại ga tàu Richland Green Line thuộc quyền quản lý của cơ quan vận tải Chicago. Có 3 người tới tham dự Lollapalooza, một lễ hội âm nhạc hàng năm được tổ chức từ 3 đến ngày 6 tháng 8 vừa qua tại công viên Grand ở Chicago, Mỹ, đã tới ngồi trên đường ray ở Richland Green Line để chụp ảnh selfie. Tuy nhiên, khi cả 3 đang hào hứng cho việc chụp ảnh, thì một thành viên nam bắt đầu ngã người ra đằng sau với biểu hiện co giật khi bị dòng điện 600V chạy qua người. Dòng điện có hiệu điện thế từ 50V có thể coi là nguy hiểm và gây chết người. Nạn nhân nhanh chóng truyền dòng điện cho cô gái ngồi bên cạnh, khiến cô gái này cũng từ từ ngã xuống. Nhận biết sự việc, nam thanh niên mặc áo trắng ngồi ngoài cùng bên phải đã đứng dậy ngay lập tức khi thấy sự cố hai người bạn của mình gặp phải, sau đó vừa tìm cách tránh để bị điện giật, vừa giúp đỡ hai người bạn. Chứng kiến sự việc, những người có mặt ở hiện trường mặc dù rất sợ hãi nhưng cũng đã nhanh chóng trợ giúp họ bằng cách cố gắng đưa các nạn nhân ra khỏi đường ray cũng như gọi cấp cứu. Nửa phút sau, họ đã đưa được hai nạn nhân ra khỏi đường ray và hai nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thanh niên áo đen được cho là bị nặng hơn, đang trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đó, cô gái thì vẫn tỉnh táo khi đi cấp cứu và đến ngày 6 tháng 8, tình trạng của cô gái đã được cải thiện. Danh tính của hai người này chưa được xác nhận, nhưng theo các nhân viên y tế có mặt tại đó thì hai nạn nhân đều còn trẻ, chỉ ngoài 20 tuổi. Theo thông tin từ Sở Cứu hỏa Công viên Oak, toàn bộ sự việc chỉ xảy ra trong khoảng 1 phút, vào khoảng 7 giờ 24 phút tối và khiến thanh niên mặc áo đen lên cơn đau tim và được đưa đến Trung tâm Y tế Đại học Loyola trong tình trạng bất tỉnh và nguy kịch. Đến hôm sau, tức ngày 6 tháng 8, tình trạng này vẫn chưa được cải thiện. Tuy nhiên, Sở Cứu hỏa Công viên Oak cho biết hiện tại họ chưa thể công bố tình hình của hai nạn nhân này. Việc người bị giật khi đi trên đường ray đã từng xảy ra ở thành phố Chicago. Cụ thể, vào tháng 6 năm nay, tại khu vực đường ray Red Line, một người đàn ông đã ngã xuống đường ray sau một cuộc ẩu đả. Nạn nhân bị dòng điện 600V chạy qua người khiến cơ thể lên cơn co giật rồi bất tỉnh. Khi đó, anh Anthony Perry, 20 tuổi, đã nhìn thấy, bỏ qua nguy cơ bị điện giật, đã dũng cảm và nhanh chóng nhảy xuống đường ray, cẩn thận bước qua thanh ray để không tiếp xúc với dòng điện và trợ giúp nạn nhân. Khi cầm cánh tay của người đàn ông lên, Perry nhanh chóng phải buông xuống vì điện giật. Nhưng chỉ một giây sau, anh tiếp tục dùng hết sức kéo tay nạn nhân để cơ thể anh này ra khỏi đường ray với sự giúp đỡ của một người khác, rồi đưa nạn nhân lên sân ga tiến hành hô hấp nhân tạo. Anh ta chẳng thể kiểm soát được cơ thể nữa. Tôi nghe thấy có người hét lên với tôi, đừng có chạm vào anh ta. Tôi cũng có thể cứ thế mà bỏ đi. Nhưng tôi nghĩ Chúa sẽ không muốn tôi làm thế đâu. Thế nên tôi đã hành động ngay lập tức, Perry phát biểu với hãng tin CBS News Chicago tại thời điểm đó. Nạn nhân bị điện giật dù bị thương rất nặng, nhưng cuối cùng may mắn cũng đã hồi phục. Được biết, việc đường ray tàu hỏa bị nhiễm điện không còn là điều hiếm xảy ra. Do đó, để đảm bảo an toàn, người dân nên tránh xa khu vực này, tuyệt đối không đùa nghịch hay chụp ảnh tại đây để tránh nguy cơ bị điện giật cũng như bị tàu cán qua. Tại Nhật Bản, có một diễn đàn mạng có tên gọi là HCH và cô gái tên Hasumi là một người dùng trên diễn đàn này. Vào năm 2004, Hasumi lên một chuyến tàu đêm lúc 11 giờ khuya. Chiếc tàu chạy suốt 20 phút mà không ngừng lại. Đây là điều hoàn toàn bất thường. Hasumi nói rằng, thông thường chuyến tàu quen thuộc cô vẫn hay đi này sẽ dừng sau 7 đến 8 phút. Trong khi ngồi tàu, Hasumi đã đăng một topic lên 2CH để kể về sự lạ lùng này. Một vài người online trên diễn đàn đã trả lời topic của Hasumi và đề nghị cô ấy tới buồng lái để kiểm tra. Cô gái đã làm theo, nhưng kỳ dị là cô không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ buồng lái. Sau đó, đoàn tàu đi qua một đường hầm rất lạ và dừng lại giữa đêm ở ga Kisaragi,
một trạm dừng không tồn tại ở bất cứ đâu trên Nhật Bản. Hasumi vì sợ hãi nên đã liên tục nói chuyện với những người online trong topic trên diễn đàn. Qua những lời kể trong lúc hoang mang của cô ấy, ở ga không có bất kỳ người nào cả, nơi đó hoàn toàn trống trải, thậm chí ở xung quanh chỗ đó cũng ở tình trạng tương tự. Và thậm chí cô ấy còn không thể xác định vị trí hiện thời của mình trên thiết bị định vị của điện thoại. Hasumi gọi cho gia đình mình và nhờ họ báo cho cảnh sát. Nhưng ngay đến cảnh sát cũng cho rằng đó là một cuộc gọi chọc phá vì địa danh ga Kisaragi hoàn toàn chẳng hề tồn tại. Đêm cứ ngày một tối thêm, Hasumi tiếp tục bình luận qua lại với những người trên diễn đàn 2CH. Vào 2 giờ sáng, cô ấy báo rằng vừa nghe thấy âm thanh như tiếng chuông và taiko, một loại trống của Nhật ở gần đó. Và cô còn bắt gặp hình bóng của một người đàn ông chỉ có một chân. Mọi người trên 2CH ngay lập tức phát hoảng và khẳng định điều này hoàn toàn không ổn. Họ khuyên Hasumi nhanh chóng đi qua đường hầm và tìm đường ra khỏi ga tàu. Sau khi Hasumi rời khỏi đường hầm, cô đụng mặt một người lạ tốt bụng. Người đó đã đề nghị được chở cô. Bỏ qua những lời cảnh báo của mọi người trên 2CH, Hasumi vào trong xe của người lạ nọ và đăng bài viết khác vào lúc 3 giờ 44 phút sáng. Chúng tôi vừa đi thẳng lên núi. Tôi không thể tưởng tượng có nơi nào để đổ xe trên đó nữa. Anh ta chẳng hề nói gì cả. Tôi sẽ tìm cách bỏ chạy. Và đó là bài viết cuối cùng của cô ấy. Sau đó, mặc mọi người trên diễn đàn nháo nhào, Hasumi không đăng bất kỳ điều gì nữa. Cũng không ai biết cô gái xấu số đó số phận ra sao. Trong thời gian gần đây, một người dùng Twitter mang tên Murao Bla Bla đã có trải nghiệm tương tự cùng với hình ảnh kèm theo của ga tàu. Người này nói rằng anh ta đã lên tàu từ Kanto và sau khi đi qua Chiba, anh ta nhận ra mình đang ở một ga tàu kỳ lạ. Thời gian ở ga này nhanh hơn 1 giờ so với thời gian trên Internet. Và cùng vào đêm đó, đã có hơn 5 lần động đất khá lớn xảy ra ở Kanto, nhưng anh ta chẳng hề cảm thấy gì cả. Ngay đến cả GPS của anh ấy cũng dừng hoạt động. May mắn thay, người đàn ông này đã rời khỏi ga Kisaragi thành công và tìm đường ra một khu siêu thị. Sau khi thấy ga tàu biến mất khỏi tầm mắt, khi anh ấy kiểm tra lại vé, thì chẳng có bằng chứng nào chứng minh anh đã xuống trạm mang tên Kisaragi cả. Cho đến bây giờ, nhà ga Kisaragi vẫn là một bí ẩn rợn người mà không ai có thể lý giải được. Nó không hề tồn tại, nhưng lại có những người từng trải nghiệm nó bằng một cách kỳ lạ và đầy huyền hoặc đến không thể hiểu nổi. Ga Kisaragi từ đó đến nay vẫn luôn là một câu chuyện được luận bàn và trở thành nỗi khiếp hãi với những người đi tàu khuya ở Nhật Bản.